Nhật Cường xin chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh. Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe, bình an trong cuộc sống. Nhật Cường xin chia sẻ một chuyến đi đến tiểu bang Florida, đó là thành phố Miami, Key West và Casino Hard Rock Cà Đàn. Bây giờ đang ở nhà một người em Tommy Trần để hái dừa chia sẻ cùng cả nhà nhé. Cây nhà lá dừa đây bứt dứt bứng rớt ngon lành này. Quá trời đó, thành tích nè, một cái nè, hai ba nè, bốn cái nè, năm sáu bảy tám mười trái luôn. Nói chung là doanh thu được mười mấy trái dừa, mà hái dừa kiểu này nguy hiểm quá, giật rớt xuống né muốn chết luôn à, dễ u đầu chấn xương sà khỉ quá. Lấy bao đựng sản phẩm đã gặt hái được, đó là dừa này, dừa lửa, dừa lửa. Ủ ngọt lắm, cơ bự cũng dày nữa. Sáu trái, bảy trái, hơn chục luôn á. Khỏi đi vườn đúng không? Khỏi đi vườn luôn. Nặng kìa. Uống không? Chặt cho trái uống. Ok, hái thêm dừa sim nữa, lát uống luôn. Một cái kiển nước róc rách, ngồi bờ hồ nước róc rách, uống trái dừa hoặc là làm ly cà phê, rít hơi thuốc, rất là tuyệt vời. Đó, hai bãi dỗ, hai bãi dỗ, hai bãi dỗ lên. Cái này giờ mình lớn rồi chứ đâu còn nhỏ như xưa nữa. Đó, ôm kẹp nách leo cây dừa xong xuôi tới trước ngực thấy nó bầm không? Qua cái nước đi. Đã không? Đó, quăng xuống hồ luôn. Hái cái này xoay xoay mỗi tay chết, tay phải khỏe mới được. Đã không? Dồ, dừa sai dễ sợ quá trời. Đó. Rồi, 1, 2, 3, chiêu, chụm. Ba em dừa sim. Rồi, ba. Đó. Nghe chụm mà đã. Dừa sim này uống chắc ngọt hơn dừa lửa. Thường là dừa lửa nó hơi bị lạc lạc. Miễn quá. Hồi xưa chắc chồng đi mà. đi gom dừa quá. Ủa hồi xưa em đi gom vỏ dừa mà lúc mua vỏ dừa. Dạ ở nhà ở nhỏ đó. Dạ. Mình lấy làm củi anh. À. Rồi hái đi hái dừa hái chậm. Hái dừa hái chậm dừa nữa. Giống anh hồi nhỏ có anh cũng hay hái chậm dừa lắm. Đây. Đó luôn. Nè nhìn nè, đó thấy không? Cái mừng mỡ không? Cái con gái 18 không? Nước chứ. Quá đã. Nào thì đã. Cái không. Bảy cái này trước. Ăn nào. Hấp vô đột rột rột. Quá. Ngon quá ha. Vừa vừa tới nạo còn non. Này mà đợi chừng đâu tháng tháng nữa. Mà giờ là nạo là ngon nè. Hấp vô nó đi tuột tuột đã. Thử cái gì lửa coi. Mấy người mà thể thao đánh tennis cầu thủ đó banh không dám uống dừa. Sợ bị nhão cơ. Bây giờ chúng tôi đã đến Key West. Đây là con đường nổi tiếng nha. Như cái dừa lá vàng đẹp quá. Đường này cho chạy tốc độ 35 mai thôi. Đường này là giống như là đường ở Nha Trang thì gọi là đường biển Trần Phú vậy đó.
Gòn Bạch Đằng vậy đó. Cái dừa dễ thương không? Phải là biển, trái là khách sạn, nhà hàng, ăn uống. Đây đó. Khách sạn 3 sao, 4 sao, 5 sao, resort đầy đủ. Ngon lành đó. Đây thấy lúc đầu mình nhìn trên bản đồ mình thấy nó tưởng nó nhỏ, giờ tới đây thấy bự chứ đâu phải nhỏ. Con đường dẫn tới đây cũng là thứ dữ làm tốt và cầu qua tầm tiền dữ. Ngon lành. Mình lái xe, bạn phụ vào làm camera. Ở nhà hàng dữ hơn. Đẹp 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 đẹp. Quá trời vậy đó luôn kìa. Quá trời cái gì? Có phải cái ngay chỗ khúc đó biển không đâu, tại đằng này nó biển là lớn, lớn. Ở đây nè, cái chỗ đậu xe nè. Chỗ nào? Right. As they approach the turn with the Malia out there. Yeah, but Malia is the expedition À, khách du lịch tập trung ở đây rất là đông nha, thời tiết hơi nóng, đang tập trung để coi những chiếc cano, chiếc thuyền đang đua với tốc độ cao. On the inside, just behind them, marked by the two Monster Energy buoys in the harbor. Hiện nay thì mấy chiếc này đang khởi động thôi. Thì khi mà đua thì chắc có lẽ là có máy bay trực thăng bay phía trên, camera chỉ xuống quay, nghĩ là rất là khí thế và đẹp. Đó, máy bay trực thăng đã lên và tinh hình là đã chuẩn bị sẵn sàng với những chiếc phóng tốc độ cao xé gió và tiếng mô nổ coi đã nghe đã lỗ tai. Tuyệt vời. Camera mà chỉ về hướng này hơi ngược nắng tí xíu nhưng mà cũng đẹp. Máy bay trực thăng cũng quay vòng vòng đó, hai ba chiếc luôn chứ. Wow, cái mô kìa đã. Mạnh, mấy chiếc này mạnh. Chiếc vàng này cũng dữ dàng lắm. Đó, đã. Phục nước, chắc nó sẽ chạy tốc độ mà nhanh, chắc nước phun cao lắm à. Phục, những này ghê, ồ, đẹp quá. Lưới dữ. Bia để thưởng thức giải khát tắm biển. Bạn thấy cái tấm bảng gì không? 90 mai tới Cuba. Đó. Ra Kuwait. Dạ bây giờ là bắt đầu dòng một khởi động nó bắt đầu rượt đuổi rồi đó nha. Có đi thẳng bay theo để quay xuống. Đó, bay ghê không? Này tốc độ rất nhanh cho nên máy phải nín thở giữ. Chứ không thôi rung máy thôi nhức đầu. Đó. Đảo.
ngồi trên chiếc này phóng mới có cảm giác mạnh nè, mới đã. Đó, nó quay vòng lại á, nhìn nó quấn xuống dưới kia một vòng xong xuôi nó đánh lại. Đó, 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 rượt bên kia đó thấy không? Ghé vô là một cái hot dog, bạn phòng mới vừa mua một ly khôm, ly khôm bây giờ làm tiếp một cái hot dog mình với bạn chai hi chia hai á, có thật mới giật được đạo ra xe mà đua đó, nhìn bỏ mày bỏ ra rồi bỏ vô xịt những cái ớt rồi vô, mình thích cái món nào mình bỏ vô cái đó, hành, ớt đó, có nào không? Rồi tương, đỏ, cà. Nào, ớt. Tí và ba miếng thôi, mấy cái này là gì? Hành. Và bây giờ là lúc chúng tôi ghé chỗ gửi xe để lấy xe trở về Miami. Đây, quay khớp cảnh cho cả nhà cùng chia sẻ đẹp nha. À, cái hành trình mình đi hổm rồi là cũng 4-5 ngày rồi, mình hành trình mình đi tới mười mấy ngày nữa. Mình bắt đầu đề ba từ Virginia. Sau đó là mình chạy ghé tới South Carolina, ghé nhà người em hay chồng bảo. Rồi từ South Carolina là mình đề ba tiếp, mình đi xuống Orlando ghé thăm ca sĩ Lưu Gia Bảo. Từ Orlando mình qua Fort Myers, và từ Fort Myers là mình đua xuống Miami. Từ Miami mình đi xuống Key West, từ Key West quay ngược lại Miami, mình ở lại thăm hai vợ chồng Tommy với Tiffany. Rồi từ đó mình quay về Orlando, chỗ Universal hay là công viên mình chơi. Sau đó mình tiếp tục nữa là mình về về đâu bạn? Gì? Jacksonville. Jacksonville, Jacksonville. Rồi từ Jacksonville mình là đề ba tiếp về North Carolina, rồi từ đó mình về nhà. Đó, hành trình đi cũng là khá dài, nhưng mà cứ chạy xe thư thả, một ngày mình muốn chạy trình độ 6 tiếng tức nữa, vừa chạy vừa chơi, chỗ nào đẹp mình ghé vô check in, rất là thú vị. Cái cung đường này rất đẹp, hai bên là cây xanh mương mướt và hai bên là biển không, trái của biển và phải của biển, một con đường độc đạo xuống kia quay. Hồi nãy vừa đi ngang qua hàng loạt resort, bây giờ là đó, hai biển mênh mông luôn. Đó, bên kia hồi xưa có hòn đảo, ui dây điện ha, trồng trên biển kéo dây điện luôn ha. Đó, bên đây mình đi chậm chậm đó, lì lì á, ra kia mới đẹp cả đó. Rồi một lát nữa đi, chừng đâu 10 phút rồi, mình có ghi nhớ một cái điểm là mình ghé tới đó, mình check in ngay cái bãi biển đó, rất là đẹp. Từ Key West về Miami bắt đầu ghé điểm này nghỉ để check in, và đồng thời sạc pin xe. Hoàng hôn đã phủ xuống rồi kìa, đó, hoàng hôn đó, hoàng hôn đã phủ. Hoàng hôn đã phủ rồi, bây giờ mình với bạn cùng phòng ở đây chụp vài tấm hình rồi sau đó đi sạc pin xe. Cầu dài dễ sợ. Đây
thì ở biển là rong rêu ha. Gió thổi phù phù. Vừa có chòi nữa, đẹp quá người ơi. Casino Resort Hard Rock Hola. Mấy cái đĩa nhạc. Đĩa nhạc. Casino Hard Rock. Cây đàn. Casino này nó làm nước gọi đèn rồi, thật là ấn tượng. Nó là đẹp, lung linh. Ban ngày mà đẹp gì, ban đêm mà đẹp như thế này. Đó là một cách là thu hút. Bây giờ Nhật Cường chia sẻ những cái bộ đồ, rồi những cái đĩa, những cái tấm hình, những cây guitar của các ca sĩ nổi tiếng ở nước Mỹ triển lãm cho chúng ta xem. Ở đây Nhật Cường quay thì rất khó bị ánh sáng ở bên ngoài nó chiếu vô, nó phản vô trong mấy tấm kính á. Thành thử là mình nhìn không được rõ lắm, cũng mong cả nhà mình thông cảm nha. Đây là phía trước casino, sảnh rất là rộng, bự. Đây còn gọi là ở nơi đậu xe cho dành cho valet, DAV. Đây là khách sạn, rồi resort bên hông phía casino để ngay hồ bơi. Chia sẻ một số cảnh tại casino resort Hard Rock. Nói chung là clip cũng khá dài. Giờ đây cho phép Nhật Cường xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ kênh của quý vị. Và không quên chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an trong cuộc sống. Nhớ giúp Nhật Cường nhé, đăng ký subscribe theo dõi nhé. Chân thành cảm ơn. Xin mời quý vị đăng ký subscribe theo dõi. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành ủng hộ kênh Nhật Cường TV. Chia sẻ niềm vui và dấu sóng. Video mới phát lúc 20 giờ tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Xin kính mời quý vị đón xem và giới thiệu nhiều người cùng xem.